Thằng vừa bị mấy con zombie đấm tan xác cái này, thế là rơi hết sạch đồ ở trong nhà rồi mà bị bọn nó đấm, thế là có nhục không chứ? Rồi ôi, là còn con nhện này nữa, trời ơi, con zombie chảy trâu nữa. Đóng cửa lại nhá. Khiếp sợ quá mấy bạn ơi. Thắng với cả ông dân làng đang ngủ ý. Thế là tự nhiên cái bọn zombie, không phải tại ông dân làng này, ông dân làng vào ngủ trong giường này, thế là ông ta quên không đóng cửa, con zombie chạy tót vào luôn. Uầy, đấm luôn thắng cả ông dân làng, khổ khê chưa lụy. Rồi bây giờ nhặt hết đồ vào này và đi ngủ thôi. Ơi giời ơi, thắng quên mất là ở trong Minecraft bọn zombie nó ở gần là không thể đi ngủ được. Vào đây, vô đây con zombie này, vô đây con zombie này, vô đây rồi ngủ luôn. Ui giời ơi, trời sáng mất tiêu rồi các bạn ơi, trời sáng mất tiêu rồi, không ngủ là trời nó không tạnh mưa đâu, lại còn bão nữa, lại còn bão nữa. Vào đây, vào đây bạn ơi, khổ quá mà. Cái con zombie này đó, bây giờ ôi trời ơi, chắc là thằng phải đi sang cái ngôi nhà khác thằng mới ngủ được đây, nếu không là bây giờ bọn nó ám thì ngủ làm sao được. Ui, cuối cùng thì trời cũng đã sáng rồi mấy bạn ơi, nhìn này, khi mà mưa xong ấy các bạn nhìn đất này, ui đất nó bóng loáng luôn như ở ngoài đời thật luôn. Ui, đúng là phiên bản Minecraft mới có khác, nhìn như là ngoài đời thật luôn ấy. Cứ lúc nào mưa xong là trời lôi lắng chói chang chang như thế này. Ui mà anh Golem sắp hỏng tiền lơ rồi mấy bạn ơi. Hay là thằng sẽ đi tạo thêm một anh Golem nhỉ? Nhưng mà là thằng hết mất sự sắt rồi. Ở cái video trước là thằng chả đập được ra cái khối sắt nào. Thế nào cái video này thì làm gì còn đâu, làm gì còn khoáng sản đâu. À đuối đấy các bạn ơi. Quên mất là thằng vẫn còn con bò sắt, đúng rồi. He he. Ui, sau trận mưa đấu nhau với mấy con zombie thì thắng còn đúng 1.5 máu và thắng đang bị đói nè. Bây giờ ăn no thì thắng mới hồi được máu. Mà mấy bạn ơi, anh Golem hôm qua cũng đấm nhau với mấy con zombie giúp thắng ấy, nên là anh ta bị hỏng rồi này, anh ta sắp vỡ tung tóe ra rồi. Bây giờ là phải đi tạo thêm anh Golem mới được, để còn bảo vệ mấy ông dân làng mới gặp bảo vệ thắng nữa. Nhưng mà là thắng bị hết mất tiêu sắt rồi. Ôi ôi, ở cái video trước mấy cái ông dân làng giàu có nhất cái giới Minecraft không cho thắng sắt lên, là cái video ngày hôm nay thắng chả có tí sắt nào luôn. À đúng rồi mấy bạn ơi, còn con bò bằng sắt nữa, đúng rồi. Bây giờ là thằng sẽ đi tạo ra một khối sắt, xong rồi thằng sẽ tạo ra cái con bò bằng sắt nữa, xong rồi thằng sẽ lấy sắt của nó đút luôn, xong rồi thằng sẽ tạo ra anh Golem. Cái cách đó là cách kiếm con. Wow, oh my god, sao ai lại đặt cái dương của anh Ender ở giữa cửa nhà thắng ta? Hay là uầy, hay là trong này nó có kho báu gì nhở? Hay là mở ra là bom TNT nó lổ toang mất, là lổ tung cái ngôi làng của thắng. Ôi. Chạy, có cái anh cầu đi cậu đây. Ôi, phải tiêu diệt anh cầu clip này ngay, nếu không chẳng may là lửa toang luôn. Vô đây, nào vô đây. Nào thì anh cầu clip, ui, có anh cầu clip này, có con mẹ, wow. What, vẫn lổ được luôn á, mình chả hiểu kiểu gì, rõ ràng quánh từ xa rồi. Hay là gặp con mèo lổ luôn cái hố nước này. Ôi, oh my god, thôi, đây nè, quay lại cái nhiệm vụ chính đi. Ở đây có cái rương, bây giờ thằng sẽ mở nó ra nhé các bạn nha. Dù gì là thằng cũng còn mỗi 1.5 máu thôi. Nào thì mở ra này. Wow, fan thắng TT lại có thử thách rồi các bạn ơi. Xem nào, có bạn nào viết bình luận mới là thằng sẽ đọc nha. 1, 2, 3, đọc luôn. Hello, anh thắng TT, hôm lọ em xem anh biến mấy con bò trở thành bò kim cương, bò emerald, bò gold, và anh còn thu được rất là nhiều kim cương với emerald. Nhưng em không thấy anh làm cho thịt bò biến thành thịt bò kim cương được, nên mong video lần này anh hãy làm thịt bò kim cương đi ạ. Ôi ôi, giờ anh còn chả có viên kim cương nào đây thì làm sao mà làm được thịt bò kim cương mà. Ồ, ế. Ê, thằng vừa nhìn thấy cái con bò kim cương này. Đâu. Ôi, đừng có bảo đọc xong thử thách nó chạy nhá. Để ơi, nó đây rồi, con bò kim cương này. Nhưng mà bây giờ là thằng thịt cái con bò kim cương này thì nó cũng không ra thịt bò kim cương đâu, mà là thằng chỉ lấy kim cương của nó thôi. Nào, mày chạy đi đâu thế? Đứng im đây, đứng im, tao xin một xô kim cương nào. Đâu rồi? Ấy, what, xô kim cương? À, đây, nó rơi vào trong dương áng rồi. Ý, đập ra nha các bạn ấy. Wow, kim cương này thì kim cương, đập tiếp kim cương này, đỉnh cho, nhiều kim cương chưa? Nào, mấy con bò kia chạy đi đâu? Thắng sẽ làm thịt hai con bò này. Đó, con bò này, này con bò này nè, chạy đi đâu nè, có ngay hai miếng thịt bò rồi nha mấy bạn ơi. Trời ơi, bò chạy đi hết tiêu rồi mấy bạn ơi. Rõ ràng hôm đó là bao nhiêu đồ bò luôn, mấy trăm con bò luôn, mà hôm nay còn đúng hai con bò này. Cứ lần nào cần bò là bọn nó đại biến mất luôn, kiểu như thằng nói to quá bọn nó sợ chạy hết đi rồi. Không còn con bò nào thật luôn này. Đầu kia. Trời ơi, nhanh lên, con đang bị đói nè, phải để dành bụng để ăn thịt bò nữa chứ. Đây nè, con bò này chạy đi đâu?
Này thì con bò này nè, uầy, nó có 40 miếng thịt đâu còn không có da, chắc là nó mới lớn rồi, với bạn mấy con bò mới lớn được ít thịt lắm. Rồi bây giờ lại đi sang cái cánh đồng bên tay phải của Thắng nha. Chào các bạn xem thịt bò kim cương đây. Đầu tiên là Thắng sẽ nhét 2 miếng thịt bò vào nha. Đó, sau đó nhét 1 viên kim cương. Đó, có ngay một quyển sách đúng không? Cầm quyển sách này lên. Ồ, trời ơi. Ui dồi ôi. Dồi ôi, mấy bạn ơi, thịt bò kim cương nè. Ủa, các bạn có nhìn nhầm không? Hay là Thắng nhìn nhầm? Không, chả ai nhìn nhầm cả. Đây là miếng thịt bò kim cương thật, nhưng mà chẳng qua là nhiều đồ quá, Thắng cất bớt đi nha. Nèo 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 nèo. Wow 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 wow. Trời ơi, mấy bạn nhìn trên tay Thắng xem này. Đây, ra ngoài lắng này cho các bạn nhìn cho rõ. Wow, đây là miếng thịt bò kim cương. Cho nó xem vòng nhé. Đó, xịn sò đó là Thắng sẽ ăn đây. Ui, không biết là ăn kim cương, Thắng là chỉ nghe ăn thịt bò giáp vàng thôi chứ chưa nghe ăn thịt bò kim cương bao giờ. Rồi ăn này mấy bạn ơi, ăn nè. Ủa, sao chả có gì xảy ra nhờ mấy bạn ơi, sao tự nhiên nó lại ra một cái bát này đấy. Ui ôi, đang nhà ăn thịt bò kim cương là Thắng phải có cái gì đó chứ sao ăn thịt bò kim cương. À thôi, kệ đi, chắc là miếng thịt này để chống đói rồi, Thắng sẽ làm ra một cái miếng thịt kim cương khác nha mấy bạn ơi. Rồi bây giờ là cái này là sẽ cần 1 miếng thịt bò và 2 viên kim cương sẽ được không? Ồ, sau khi Thắng ăn gần chục cái bít tết thịt bò thì cuối cùng các bạn ơi, nhìn đây nè, ten ten. Wow, nhìn dưới chân của Thắng nè, toàn mấy cái block kim cương 1 2 3 4 5 6 7 8 9 block kim cương luôn. Các bạn không tin đúng không? Đấy nè, Thắng ra bên này cho các bạn xem nha. Các bạn hãy nhìn Thắng ăn này. 1 2 3 ăn này. Wow, ghê chưa, đỉnh chưa. Bây giờ tha hồ mà đào kim cương nhá. Rồi quốc chim, ủa mà mình còn nhiều kim cương như này thì cần quá gì mà đào, chủ yếu là khoe cái thịt bít tết thôi. À đây nhận đây nha, bây giờ là Thắng sẽ làm thịt bò giáp vàng cho mấy bạn xem đây. Nhưng mà hết mất thịt bò rồi, trời ơi, ăn nhiều thịt bò quá, bây giờ hết mất cả thịt bò. Mày nè, con bò chạy đi đâu nè. Rồi thế là có ngay, ở thịt bò đâu rồi. Rồi bây giờ làm ra thịt bò giáp vàng nè, cho cần 1 khối vàng vào thôi, chỉ cần cho 1 khối vàng vào thôi. Và ô, đây nè, vứt cái gì, vứt mấy cái bát này ra ngoài. Rồi mấy cái bát súp này, wow 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 các bạn ơi. Đó, thịt bò giáp vàng nè, ten teren ten teren ten teren. Nhưng mà trời nó không lắng nè, nhìn thịt bò giáp vàng nó không được sáng sợ đẹp trai lắm. Rồi mấy bạn nhìn đây, giờ là Thắng sẽ đi đứng ở đây để biến thành mấy cái khối block kim cương nhá. À quên mất, biến thành mấy, không biết ăn cái thịt bò giáp vàng này thì sẽ như thế nào đây. 1 2 3 let. 1, ăn nào. Ủa, còn không ăn được luôn mấy bạn ơi. Ơ, không ăn được luôn nè. Oh my god, hay là Thắng, trời ơi, Thắng đang bị lo quá nên Thắng không ăn được sao mấy bạn ơi, chán đấy nhở. Bây giờ còn đang bị lo là không có ăn được nè. Ôi ôi, nào bây giờ là Thắng sẽ làm ra một cái thịt bò từ TNT này xem nhá. Thịt bò lỗ nè. Ê, được luôn mấy bạn ơi, được luôn. Vứt cái bát súp này ra bạn, vứt cái bát súp. Wow, mấy bạn nhìn này, nhìn này, TNT thịt bò luôn. Wow, ghê chưa, đỉnh luôn. Ui, vứt ra đây cho các bạn xem nữa này. Ui, thịt bò TNT màu đỏ. Rồi bây giờ Thắng ăn nha. Ui, không biết là Thắng có bị lổ tung ra không nữa, chắc là không phải là con thịt con cờ díp này không lổ tung đâu. Hai, nhân lúc nó đang no là sẽ làm tiếp một cái loại thịt bò nữa, đó là thịt bò anh Ender. Nào, wow, đó, đây là thịt bò của anh Ender này mấy bạn ơi. Đó, ghê chưa. Rồi sau 2 lần nhảy thì cuối cùng Thắng cũng đã đói rồi. Vậy bây giờ là Thắng sẽ ăn cái miếng thịt bít tết anh Ender vào xem là như là nhá. 1 2 3. Wow, what, trời. Trời ơi mấy bạn ơi, Thắng ăn cái miếng thịt bít tết của anh Ender đang bay một phát về cái thế giới kết thúc này. Wow, đây là cái cách nhanh nhất để tới thế giới kết thúc luôn, sợ thiệt sự luôn đấy. Trời. Đừng có để mấy anh Ender nhìn thấy nhá. Thôi xong Thắng rồi. Mấy anh Ender nhìn thấy Thắng đánh Thắng. Ôi thôi xong, của anh này cứ đuổi Thắng nè. What, trời ơi mấy bạn ơi, làm thế nào bây giờ? Chắc là phải oánh anh đấy thôi. Vào đây. Vào đây nè, Thắng còn không có giáp này. Thôi xong. Quả này toang Thắng rồi. Mấy bạn ơi. Ôi giời ơi, số đen quá mà. Biết ngay mà cứ xuôi cái thế giới kết thúc là kiểu gì cũng bị nghèo luôn. May quá Thắng vẫn còn nguyên liệu để làm ra 2 cái miếng thịt bò TNT và cái miếng thịt bò giáp vàng này đây. Nhưng mà bây giờ nó đang bị đầy máu nè. Ui chiu.
chưa bị đói, chưa bị đói. Nhảy phát nữa thì nó bị đói nè. Nhảy thêm một lần nữa, khổ quá. Bây giờ muốn ăn thịt bò là còn phải để bị đói nữa. Đau. Đây rồi, đói nha, ăn nha mấy bạn ơi. Nhìn này, ăn nào. Wow, mấy bạn ơi, 1 khối vàng, 2 khối vàng và 9 khối vàng luôn. Đây là khối vàng luôn nha, chứ không phải là block vàng đâu mấy bạn. Ui, đính tiền sữa luôn, còn miếng thịt bò luôn. Thế này là giàu to luôn mấy bạn ơi. Ăn tiếp. Wow, đỉnh chưa? Đấy. Ui, cái này TNT này chắc là ăn là nó sẽ nhẹ ra TNT ta. Đây. Ra đây thằng ra đây nào. Ra đây cho mấy cái anh. Wow, anh Golem tự hồi phục luôn này mấy bạn ơi. Rõ ràng là ở cái đầu video là anh ta bị lứt hết cả cơ thể rồi mà bây giờ anh ta này không bị làm sao luôn. Để ông dân làng nhìn thấy miếng thịt bò chắc là thèm lắm đây. Thắng sẽ đứng trước mặt ông đấy để cho ông đấy ăn luôn. Ô chạy à? Ui giời ơi, chạy làm gì? Nào đứng đây ăn cùng cháu, đứng đây ăn nha các bạn ơi. Nào một, hai, bố ơi, gần cháu đổ cái gì đứng đây ăn. Ơ trời ơi, thằng đang bị lo. Đang bị lo rồi nên là không ăn được. Đang bị lo rồi lên không được. Bây giờ thì lại làm thế nào cho lo đói đây mấy bạn ơi. Lại nhảy thôi. Lại nhảy thôi. Được rồi, đói nha. Nào ông dân làng ra đây ăn cùng. Đứng đây nha. Ăn này các bạn ơi. Ăn nào. Trời. Thôi xong. Đây là cái bẫy trôn này. Ôi, ăn thịt bò vàng thì ra khối vàng, mà ăn thịt bò kim cương thì ra thỏi kim cương, thì ra cái block kim cương. Thế mà ăn thịt bò TNT thì lại ra một cái bẫy trôn. Đáng lẽ nào phải ra bom TNT, đáng lẽ bom TNT đi đốt mà. Hài, thế là thằng chả còn cái gì luôn mấy bạn ơi. Trắng tay luôn, như là ngày đầu sinh tồn luôn. Khổ quá mà. Thôi, cái video tới đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video ngày mai nha. Còn bây giờ là bye bye.